chẳng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày ra đi song song tiến đưa con nước chia đôi bờ. Sao? Thấy sao? Ôi, đúng là thần dược. Còn ông thầy mát tay nữa. Rồi, đúng là đỡ nhiều rồi đó nghe. Thoải mái đi tới đi lui mà không có đau đớn gì hết. Ôi cha, hay quá vậy anh Tư. Trời ơi, ba cái này dễ chữa lắm anh ơi. Dạ. Sao? Công việc của anh sao, mọi chuyện đỡ không nè? Dạ, cũng nhờ trời thương. Thành ra mọi chuyện cũng tốt đẹp hết trơn á. Mọi chuyện thuận lợi lắm. Lúc mà anh dời đi rồi á, dạ, là tôi có tới tìm, nhưng mà mọi người không có biết anh dời đi đâu. Rồi tôi hỏi, nhưng mà hỏi quá chừng luôn là không ai biết hết. Dạ. Không ngờ trong cái rủi á rồi có cái may, tự nhiên cái bị trật chân giày. Dạ. Cái tới đây gặp lại được người bạn xưa mừng quá đi. Cảm ơn anh. Mới đó mà 20 năm rồi đấy không? Dạ. Nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Dạ, thuốc ho của cha nè. Cảm ơn con. Dạ. Mấy hôm nay trở trời nên tôi cũng khó chịu trong người. Con nhỏ nó dễ thương quá. Tôi hỏi nè, hỏi thiệt nha anh Tư. Dạ. Nó có chỗ nào chưa? Dạ, cũng đã có mấy chỗ hỏi rồi. Vậy à? Nhưng mà tôi thấy nó còn nhỏ dại, với lại nó còn khờ lắm, cho nên là tôi chưa có muốn gả. Với lại ở nhà chỉ có 2 cha con à. Một tay nó lo quán xuyến mọi chuyện trong gia đình hết đó anh à. Anh Tư à, thật lòng là tôi cũng đang tìm cái chỗ nào đàng hoàng cho thằng Tư, con trai của tôi. Dạ. Nếu mà con nhỏ nhà anh á, dạ, chưa có chỗ nào thì xin phép anh cho tôi rước nhỏ về cho con trai của tôi. Dạ thưa anh, thân phận gia đình của chúng tôi là thấp hèn lắm, sao mà dám đèo bồng. Anh Tư, với anh đừng có nói vậy, anh yên tâm đi. Nếu mà con gái nhà anh mà đã về nhà tôi rồi thì nó giống như là con cái ở trong nhà vậy mà. Nghe, anh yên tâm, anh là người ơn của tôi. Nếu hồi xưa mà không có anh đó hả, anh cứu tôi á, thì cái mạng tôi cũng không còn. Nè, tụi mình hồi xưa là bạn với nhau mà. Nếu ngày đó mà gia đình anh chưa có vợ đi đó nghe, thì coi như là không chừng mình là một nhà với nhau từ lâu rồi đó. Nhưng mà con Thảo nhà tôi á, nó còn khờ dại lắm. Tôi chỉ sợ nó về làm dâu bên nhà anh á, chỉ có làm phiền thôi. Anh yên tâm đi, anh đừng có lo gì hết á. Một khi mà con Thảo nó về nhà tôi rồi thì coi như là nó là con của tụi tôi rồi ha. Dạ. Anh cho tôi suy nghĩ lại. Rồi, nhưng mà thời gian ngắn thôi nghe. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng của ứng dụng THVNLI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play hoặc App Store.